Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 117. Hãy là một người tự nhiên. Quý vị cần phải thận trọng và tự tin. Hãy nghe theo trực giác bên trong. Hôm nay, người thị giả đó nói rằng anh ngạc nhiên khi cảm thấy trực giác bảo anh ta phải chạy lẹ tới soi đường cho tôi. Lúc đó tôi đang đi bộ, trời tối, lối đi đầy sỏi đá. Ngay khi đó, anh cảm thấy như vậy, nhưng anh với người kia cứ đứng yên một chỗ như hai cục đá. Đây là lý do mà chúng ta hay làm sai. Chúng ta không chịu nghe theo trực giác bên trong. Tôi đã nói, ăn khi nào thấy đói, ngủ khi nào thấy mệt, phản ứng một cách tự nhiên như vậy thì không thể nào sai chạy được. Đừng để thành kiến làm lu mờ hoặc những tư tưởng vì người ta bảo thế này thế kia bịp bợm chúng ta. Nhiều khi nghe thấy tôi nói như vậy, quý vị lại bắt đầu hành động vô ý vô tứ, lấy cớ là tôi dạy quý vị sống tự nhiên. Như vậy không phải là tự nhiên, mà đó là có kế hoạch. Thành ra tôi cũng đầu hàng luôn, hết cách nói luôn. Không biết nói sao đây, tôi không dám nói gì nữa cả. Quý vị rất tài tình, hiểu lời tôi nói theo cách nào vừa ý quý vị thì thôi. Giả sử tôi nói rằng nếu đã có hai vợ rồi thì không cần phải bỏ. Thế nào cũng có người đợi tới khi lấy hai bà rồi mới đến xin truyền tâm ấn. Họ sẽ nói rằng đâu có sao bởi vì đó là có trước khi tâm ấn. Đôi khi người ta cố tình gây trở ngại. Tại sao quý vị lại lừa bịp chính mình như vậy? Quý vị phải lắng nghe chăn ngã của mình. Những câu trả lời tự nhiên đến thì không thể nào sai. Tôi rất thèm được gặp một người nào thật sự tự nhiên. Tôi mong mỏi chuyện này còn nhiều hơn là quý vị mong chờ một vị minh sư khai ngộ, nhưng tôi không thấy người nào. Thật là kỳ lạ. Tại sao người lại có thể hành động như vậy? Tại sao phải sợ khi mình phải làm? Tại sao sai khi mình soi đường cho người không mang đèn trên con đường sỏi đá tối đen? Nếu tôi la rầy vì quý vị làm như vậy, thì quý vị rầy tôi cũng được. Nếu tôi xấu tính như vậy, thì quý vị cũng có thể rầy cho tôi khai ngộ một chút. Việc đó rất là giản dị. Quý vị biết bên trong rồi mà bên ngoài vẫn không làm gì cả. Lúc đó là quý vị đã không nghe tiếng nói của chính mình. Tình trạng như vậy xảy ra hàng ngày. Mỗi ngày lực lượng sư phụ bên trong cố gắng làm việc giúp đỡ, nhưng chúng ta chặn nó lại. Bởi vậy mới khổ. Trước sau gì cũng phải làm, nhưng chúng ta hơi chậm chạp rồi bị khổ, bởi vì số mệnh không thay đổi được. Nhiều khi thấy rõ ràng là mình nên làm điều gì đó. Nếu chúng ta chùng lại vì những tư tưởng, thành kiến, lòng sợ sệt hay vì lý do nào đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất bực mình, buồn bã. Đó là vì mình không chịu nghe theo thiên ý, nghe theo con người thật của mình. Đa số người đời đau khổ nhiều là vì vậy. Họ tiêm nhiễm lẫn nhau, bảo nhau cái này dở như thế nào, cái kia sai ra sao. Vậy mà họ vẫn làm, và làm với mặc cảm tội lỗi. Họ không thể hưởng thụ hết lòng, cũng không thể nói không. Rốt cuộc bị mắc vào vòng phiền não, giống như cuộc đời đau đớn, không một chút tự do nào cả. Chúng ta sống trên quả địa cầu vĩ đại, dưới bầu trời rộng mênh mông, không ranh giới, không sự ngăn chặn. Vậy mà mỗi người trong chúng ta lúc nào cũng đeo theo cái nhà tù di động trên thân thể. Luôn luôn sẵn sàng giam mình vô đó, khóa lại rồi chịu sự hành hạ. Thành ra chỉ có đau đớn, chèn ép, chán chường, áp lực và căng thẳng tinh thần. Cho nên chúng ta không nên đợi tới khi chết mới giải thoát mà phải được bây giờ trong kiếp này. Chỉ cần đánh vỡ cái nhà tù của mình, lúc đó quý vị sẽ trở thành một con người tuyệt đối tự do, tự nhiên và an tịnh. Càng căng thẳng bực bội, chúng ta càng nhốt mình trong đó, lại càng trầm trọng hơn. Thường thường tôi rất thích được gặp gỡ quý vị. Chỉ vì quý vị sợ tôi cho nên cứ tưởng tượng ra nhiều cái gây ra sự ngăn cách đôi bên. Vì vậy, tôi thấy khó chịu khi gặp quý vị. Quý vị càng run sợ, tôi lại càng khó chịu. Quý vị càng sợ, càng mất tự nhiên thì lại càng dễ làm sai.
và càng sai nhiều thì lại càng bị tôi rầy. Mà tôi càng rầy thì quý vị lại càng rung. Quý vị càng rung, tôi càng la nhiều hơn nữa. Nó cứ đi vòng tròn như vậy, rồi chúng ta mỗi ngày mỗi cách xa. Có phải như vậy là quá tệ không? Thành ra, sự không vừa ý bực tức là do chính mình tạo ra, không gì khác. Không có cái gì là chướng ngại, không có gì cả. Thật như vậy, thế giới này không có chuyện gì xảy ra. Đa số quý vị tự gây khó khăn cho chính mình bằng cách đó. Bằng cách cản trở chính quý vị không cho nó phát huy, lấy mất đi sự bình yên thanh thản của mình. Khi đầu óc không thảnh thơi, nó sẽ bị trở ngăn và đương nhiên quý vị sẽ không thể nào hành động đúng được. Số mệnh của chúng ta là phải làm việc này việc nọ, nhưng sự sung sướng hay đau khổ trong khi làm công việc đó xuất phát từ chúng ta. Khi tinh thần căng thẳng quá, đầu óc sẽ bị chặn đứng. Chúng ta hành động một cách không sung sướng. Có thể chỉ bị đau một chút thôi, nhưng chúng ta nhân nó lên thành hàng trăm lần đau hơn, cũng chỉ vì quá ư căng thẳng. Đôi khi thấy quý vị tội nghiệp quá, tôi không biết nói làm sao. Thật ra quý vị không cần phải sống khổ đau như vậy. Chứng nhân khai ngộ. Chúng ta không luân hồi, mà là một phần của những thói quen, những tin tức mà chúng ta đã thâu thập luân hồi lại. Thành ra, phần này, cái mà chúng ta kêu bằng trí thông minh hay tầng thức thứ sáu, thâu thập đủ thứ tin tức nghiệp chướng rồi lộn trở lại. Giống như là lon Coca-Cola hoặc những cái mà nước Mỹ đang khuyến khích mọi người lượm lại để dùng làm đồ mới. Cái này cũng vậy. Lon của chúng ta lộn lại. Mỗi lần nó có thể được dùng và vẫn còn tiếp nối với những vật khác ở thế giới này thì chúng ta gọi là luân hồi. Giống như một lối dùng lại vậy. Nước Coca-Cola bên trong không luân hồi, chỉ có cái lon là luân hồi thôi. Người ta có thể nhận ra hay không nhận ra nó, nhưng đồ vật vẫn còn đó. Cho nên, người ta nhận ra là nó đã được xài lại. Chúng ta coi đó như là dùng lại. Cái mà lon đó chứa không luân hồi. Đây là chân ngã chúng ta, linh hồn chúng ta. Mỗi lần chúng ta muốn thể nghiệm điều gì mới lạ, chúng ta đóng lon mình vào một vật hay một chất được làm lại. Vậy thôi. Nhưng một lần nữa, chúng ta lại quen thói nghĩ mình là chất này, tin tức này, thành ra mới nói rằng chúng ta luân hồi. Nhưng không đúng như vậy. Chúng ta không bao giờ sinh, không bao giờ tử, luôn luôn hiện hữu. Chúng ta là chứng nhân của tất cả những cái được sinh ra và hủy diệt trong vũ trụ này. Chúng ta luôn luôn là người chứng kiến, nhưng đôi khi lại nghĩ mình là đối tượng hoặc vấn đề mà mình đang phục kích. Mình là hoàn cảnh đang chứng kiến kia, cho nên chúng ta mới khổ sở hoặc vui sướng. Giống như khi coi truyền hình, chúng ta quên rằng nó chỉ là một chuyện phim, rồi ta khóc, ta cười, ủng hộ người này, muốn giết người kia. Hai kẻ đó đều không có ăn nhầm gì tới mình, không có ai là bạn hay thù, và không có ai là thật. Nhưng ta lại ghét tên kia. Ồ, thằng cha râu ria kia là người xấu, giết hắn, giết hắn. Quý vị ngồi trước màn ảnh nói rằng, giết thằng đó, giết nó lẹ. Hay là chạy, chạy, chạy đi ngay. Hắn sắp sửa giết, trốn liền lối này lối này. Như thể nhân vật trong truyền hình hay trên màn ảnh đó nghe được tiếng nói của mình nói. Nhưng không, họ làm những gì họ phải làm theo lời ông bầu, không phải theo lời của chúng ta. Cho nên, có nhiều phim kết cục không đúng ý mình, chúng ta muốn sửa lại. Nhưng có lợi gì không? Nếu đổi thì nó không phải là phim nữa. Cho nên, phim truyện phải xảy ra như vậy. Thật ra, nhiều lần chúng ta đã lừa bịp chính mình. Cái đó có thể chứng minh được mỗi ngày, không cần nói gì tới luân hồi, ảo ảnh hay bất cứ cái gì ở đời này. Chúng ta có thể chứng minh chuyện đó. Nói quý vị biết một câu chuyện ngu muội về tôi. Hôm qua hay hôm kia, khi tôi mới đến Hà Uy Di, họ mướn một chung cư cho tôi và nhiều nhân viên làm việc. Những người phải làm thân cận với tôi, chúng tôi cũng có khách khứa nữa. Mướn chỗ đó 10 ngày, không bao nhiêu tiền, rất rẻ nhưng rộng lắm, gần bãi biển. Tôi định mời quý vị tới đó, nhưng không biết làm sao chứa nổi.
Nó rất lớn nhưng không lớn tới cỡ đó. Rộng đủ cho 10 người nhưng không phải cho mấy ngàn người. Thành ra thế giới này tương đối. Có khi mình nói rằng, chà, tốt quá. Nhưng nó lại không tốt khi so với những cái khác. Chúng ta luôn luôn sống trong ảo mộng, cho tới khi đem nó ra so sánh với trường hợp khác, lúc đó mới biết là mình sai. Giống như nhiều pháp tu, người ta tu hành ăn chay, họ thiền và họ rất giỏi. Nhưng giỏi tới đâu? Đối với những nhà tu hành Pháp Quán Âm thì họ chỉ chín có một nửa, bánh chín nửa chừng, thí dụ vậy. Thành ra quý vị thấy những cái tốt, những thứ vĩ đại ở đời này có những giới hạn của nó so với đạo hoặc quyền lực vạn năng vô bờ bến của Thượng Đế. Gương thần. Nào, hãy trở lại câu chuyện ngu muội của tôi. Tôi vào phòng rất đẹp, chỗ nào cũng có gương thật lớn. Tôi có thể nhìn thấy tôi xinh đẹp như thế nào. Trong phòng ngủ có một cái gương rất lớn, tôi biết đó là cái gương. Ai cũng biết ngay đó là cái gương, không thể nào lầm lẫn. Trong phòng tắm có hai cửa sổ, và từ hai cửa sổ nhìn ra có thể thấy biển. Khi nhìn trong gương tôi thấy bốn cửa sổ, rồi cứ nghĩ hoài. Sao biển lại ở phía đó? Tôi tưởng chỗ tôi nằm ngay cạnh nước, vây xung quanh là biển. Cho nên tôi có thể thấy biển ở cửa sổ kia, có thể thấy biển qua cửa sổ kia. Tôi bị lừa như vậy hai ngày. Quý vị thấy tin không? Cho tới một hôm tình cờ nhìn ra cửa sổ thật, tôi thấy đâu có biển ở đằng kia đâu. Tôi hỏi, ủa, tại sao? Tôi nhìn vào tường, chỗ có hai cái gương, thấy, chà, có biển. Ngay cả lúc đó tôi cũng không hiểu. Cho nên người ta nói rằng hiền nhân giống như kẻ khờ. Thật vậy, sau đó tôi nhớ rằng, ồ đúng rồi, đó là cái gương. Nhưng khó thấy như vậy lắm, không thể tin nổi. Bởi vì tôi không quen cái cảnh đó, hai cửa sổ thành bốn, chưa thấy chuyện đó bao giờ. Biển lại ở trong tường. Nhưng thấy nó như thật, tới độ tôi mê mải nhìn vẻ đẹp của biển qua cửa sổ mà quên hẳn cái gương. Thật như vậy đó. Nhưng nó làm tôi giật mình. Trời đất, vô thượng sư mà không nhận ra sự khác nhau giữa cửa sổ và phản ảnh của cửa sổ. Tôi cười chính mình. Khi nhận ra như vậy, thấy cũng vui. Nhưng ngạc nhiên sao mình không nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ. Nó làm tôi ngạc nhiên mấy ngày. Sao lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy? Chỉ vì tôi rất thích biển, cho nên tôi đã chú ý tới biển. Tôi nghĩ rằng, chà, mình được nhìn biển qua cửa sổ, thích quá. Mình có bốn cửa sổ, cả bốn phía đều là biển. Tôi vui với biển mà quên rằng đó chỉ là ảo ảnh. Không phải là tôi không khám phá ra điều đó, mà là tôi quá định tâm vào biển. Thành ra cũng vậy, trong đời sống chúng ta, đa số người định tâm vào những thứ mà họ yêu mến, rồi quên đi ảo ảnh, quên chiếc gương thần đó. Không phải là họ không thể biết ra điều đó, khi nào sẵn sàng là họ sẽ tìm ra. Minh sư sẽ tới hoặc tự họ sẽ tỉnh dậy. Thật ra khi minh sư tới có nghĩa là họ tự tỉnh dậy. Nếu không, ai có thể bảo được rằng họ có nó ở bên trong. Giống như tôi, có hai mắt, tấm gương ở đó, lúc nào cũng có thể biết được, nhưng lúc đó tôi quá chú tâm vào hình ảnh của biển, thưởng thức hình ảnh đó. Thấy nó rất là thật, tôi tưởng có tới bốn cửa sổ. Tôi nói thật đấy, không giỡn quý vị đâu. Không phải tôi kể chuyện để bắt cầu giữa những bài thuyết giảng, mà chuyện đó có thật. Tôi ngu vậy đó, quý vị có tin không? Vậy mà bây giờ quý vị theo tôi. Thành ra đi tới đâu cũng nên coi chừng tấm gương này. Phản ảnh và sự thật. Chúng ta bị giam hãm trong ảo ảnh cho tới bây giờ hoặc vẫn còn, thỉnh thoảng. Thành ra chúng ta không thấy nổi sự thật giữa hai cái, ảo ảnh, sự phản chiếu hay cái bóng, và vật thật. Cho nên chúng ta cứ chơi lên chơi xuống, thưởng thức nó. Nhiều khi bị và chạm rồi hỏi tại sao? Nó không có đó bởi vì nó không có đó. Nó không bao giờ có đó.
Cũng vậy, đối với chúng ta, đời sống này quá thật, không thể nào tin hoặc hiểu rằng nó chỉ là ảo ảnh, rằng có một đời sống khác nữa, một đời sống thật, vật thật của cái bóng đời này. Nhưng khi nhắm mắt, đóng tất cả các giác quan lại, thật sự tìm kiếm vật thật, lúc đó chúng ta mới nhận ra rằng, ồ, có một thế giới tuyệt vời, và thế giới đó là thật. Ở đó, thấy rất dễ chịu, cảm thấy rất thật và cảm thấy sung sướng hơn là ở đây. Đó là lúc tôi nhìn qua cửa sổ thật. Gió thật mần trớn mặt tôi và tất cả cây cối ngoài kia đàn đù đưa. Còn trong gương thì nó hơi khác một chút. Tôi khám phá ra rằng bốn cái cửa sổ này khác. Bởi trong đó không có cây, ngoài kia có cây. Lúc đó tôi mới nhận ra, à, thì ra chỉ là phản ảnh, nên khía cạnh nó khác. Thế nên, hình ảnh phản chiếu này bị mất đi một phần gì đó. Trong đời sống thật cũng vậy, phản ảnh không bao giờ hoàn toàn bởi vì nhìn từ khía cạnh khác. Bây giờ chúng ta không thỏa mãn, nó là vậy đó. Cảm thấy có một cái gì đó giả tạo. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ muốn vật thật, và sự thật sẽ đập vào chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ biết, kia rồi. Bởi vậy chúng ta mới lầm lỗi, mới sẩy chân quá xa như vậy. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, vào ngày 22 tháng 10 năm 1993, nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 117.